quá mấy quần như là đang rồi. Đáng đi. Một chút mình. Cảm ơn tôi cũng vậy rồi. Còn chặt lên đây. Đấy đấy, không đợi rồi. Mưa mát chứ cô. Mưa này, tôi đã xong chưa biết bao nhiêu ngày mưa. À, tao đau như này lắm. Cái bể này, cái thích đất cát rồi đấy. Ngóng sâu đấy. Này, cũng... Ui, cái việc nó cầm cái móng chân kìa. Cháu sợ nó bong bong cái giữa này nè. Cứng vậy à? Vâng. Tôi để cái móng nó ngâm, luộc thôi được rồi. Không, thì cháu để lâu nó lại cứng hay sao? Một tay tì vào cái móng, một tay tì cái chân này. Giữ chắc vào. Bỏ quá, khó cắt. Chết gì. Bỏ quá. Ngượng ngạo nhỉ. Cái tay cắt ngượng ngạo quá. Ây giời ơi. Đây, lỗ này vừa vừa đúng không? Thế cắt thêm chỗ này nhỉ? Mẹ thầy cắt là cái kìm là sao phải nhiên, nó đừng để lấp cái kìm, lấp cái móng nữa. Cái kìm to cả đá, lấp hết móng. Xong rồi, nó bùng rồi. Đổ nhiều keo vào không? Hay lấy keo nhỏ, keo nhỏ đi, không cắt được. Không, không cắt được. Bây giờ cháu bảo là keo, keo kéo nhỏ không cắt được đâu. Kéo to nó phải vật vã như thế này. Mới hù mới lưng khổ chở đấy. Thank you.
mà khi mà cố lôi chậm này lôi túm đầu nó ra nó không ra. Nó phải có như vậy nó mới hấp dẫn, chứ còn nó phát ra này là không hấp dẫn. Đúng rồi. Người xem thấy ông đang hít thở. Thưa cậu Ngọc, à cho cậu à, cậu Linh có hả cháu? Mày chọc cái này nhưng mày đang thông điếu ấy. Thông điếu cho bố ấy. Nhầm rồi, cái zip đấy của tôi không ơi. Cháu không thấy cái zip nào. Zip nhìn... đây này, mày làm. Con để, con làm, con để đâu. Zip quanh đâu, cô chưa sử dụng cái zip đấy. Thôi, con mượn đấy, lúc nào cần lấy cắp cái đấy là con không thấy. Cái kẹp to mà đâu rồi? Vâng, cái mất kẹp to hay sao á? Cái kẹp to dễ thôi. Hay không, cứ đố mẹ đi nữa đấy. Để nó gồm đấy. Nó vi phạm. Cháu mượn kẹp to đi. Quanh đâu đấy thôi. Cứ tìm sáng nay bác Thiên bác còn để đây nhà thịt thối, em để đây. Sáng nữa gì ra bảo thịt thối. Thầm bó mẹ rồi cứ kêu thịt thối. Đây này, cái dấu đây này, biết ngay mà. Sợ gần cầm vào này. Sợ gần quên cầm vào. Ơ, mùa sáng, à chắc bác Thiên cất đi. Sợ nặng trí cầm vào đấy. Ơ, vậy cái kẹp nhọn này là được ấy trong mụn rồi cùng... Cầm nhỏ gắp cái mụn, còn chập đấy gắp cái mụn. Thử cái mà. Tại cái trắng kia nó hạn chế. Khó nặng không? Không, cái đầu sang ra thật thì quả khó nặng. Giờ lại yêu thích nó. Không, ta ra lợn ấy, mình vớ được cái miếng nào cứng như thế này cũng hơi chết ấy. Ừ, cái dày cứng ấy. Ừ, cũng lòi ra. Ở thịt vai ấy, nhà đấy, da vai đấy. Cũng lòi họng. Ra bụng là ngon nhất. Ra bụng, như anh ra. Mơ vỡ ở cái này chỗ, mơ vỡ. Nặng nó cũng không đẹp được, cái nỗ nó cứ đẹp đẹp ấy nhỉ. Đẹp đẹp, nó sao tròn. Cái nhà bằng cái đẹp. Kia nhìn nặng lên vậy nhưng nó vẫn tròn, tròn xoe. Nó lúc cắt ngang vậy nhưng mà lúc nặng quả ra là nó lên tròn. Đấy. Nó này nó cứ cắt nào vẫn như vậy. Ngang vậy. Nó cứ lên cái nhân nó không đẹp. Nó cứ là đẹp vậy. Cái nhân kia nó lên như đẹp. Thôi cứ nửa cái này nữa trên. Thế yêu cầu của nhà sản xuất không? Nhà sản xuất thì cứ làm hết này. Chờ này. Nữa bác không bảo đấy, là. Đấy nhiều lắm, nôi ra kinh. Nấm đá chưa? Ui, tay rung quá. Cái to này được cái là chứa được nhiều nhân. Lôi là thoải mái. Lôi nhìn nó thích mà. Chứ làm mấy cái loại móng kia thì không có chỗ chứa nhân. Ui giời ơi, về đây chín cái phố nữa rồi mà còn như cả món. Cái gì ạ? À, lôi nốt cái đấy xong cắt miếng mảng to lên. Ngâm cái này thôi, cái mấy kia nó chẳng xem rồi mà. Anh bảo nó thích xem mấy cái kinh kinh dị đấy. Cái này nó cần ngâm. Xong đến đoạn kia dao cắt nó còn một ít nhiều chân, nó tắt luôn. Giống ngọc ấy. Quan trọng là mấy cái lôi lôi này thôi. Tôi thích xem cái. Cái sáu móng nó vẫn còn cơ mà. Hôm nay lại say nữa rồi.
chưa? Chưa. Cháu nặng sau đang ấy cái này. Cắt cái to rơi ra xe rồi nó dính cả cục với nhau, phải chưởng.